người ta cho con một món đồ mà lúc đầu con cảm thấy không cần món đồ đó nên đã không lấy, nhưng sau đó con lại cần món đồ đó và đã lấy đi mà không nói cho người đó biết, như vậy con có phạm giới không? Vì lúc đầu người ta cũng có ý muốn cho tặng con rồi. Nếu như người ta cho mình xong rồi, người ta đã có ý xả bỏ, thì khi mà mình đổi ý mình lấy thì không sao hết, tại vì người ta đã có ý, người ta bỏ rồi, buông bỏ rồi. Nhưng nếu như người ta có ý nhận lại mà mình lấy thì là mình phạm tội trộm cắp. Cho nên cái chuyện này á, nó phụ thuộc hoàn toàn vào cái ý của người cho. Tuy nhiên, có một trường hợp ngoại lệ là như thế này. Đối với những người đồng phạm hạnh, ví dụ như các vị tỳ kheo với nhau, thí dụ như sư và ông sư bạn quen thân nhau, mà ông sư bạn á, giặt đồ, giặt y, lấy cái nước giặt của sư, và ổng biết rằng nếu như mà ông sư Hạnh Tuệ ổng có biết thì ổng cũng hoan hỷ, tức là không vấn đề gì hết, thì ông sư bạn ổng có thể lấy nước giặt mà không cần nói với sư, thì trong trường hợp đó đó ông sư bạn không phạm tội trộm cắp. Còn nếu như quý vị hai người bạn, ví dụ như là vợ chồng, đã quen thân quen với nhau thì không cần phải nói nữa. Nhưng mà nếu hôm nào đó đó ông chồng ổng lén ổng mở bóp bà vợ, mà bà ổng ổng lấy mấy chục đổ xăng á, mà ổng biết là bà vợ bà có biết thì bà cũng cũng bỏ qua, cũng không sao hết, thì không vấn đề gì. Hoặc là bà vợ mà bà mở bóp ông chồng, bà lấy cái món gì đó mà bà biết á, là ông chồng ổng có biết thì ổng cũng cũng cười trừ thôi, thì trong trường hợp đó thì không vấn đề gì. Tức là trong cái mối quan hệ thân tình mà mình biết thì không sao. Hoặc như hai đứa bạn thân, mình đang giữ xe mà mình thí dụ như cái vé xe 10.000 đi, rồi mình lấy cái thẻ bạn mình á, mình quét quét trừ 10.000 trong tài khoản của nó, thì mình biết là nó có biết cũng không vấn đề gì. Hoặc là thằng bạn mình mà nó làm rớt 5.000 á, hoặc là mình đang cần 5.000 để mình giữ xe đi, mình thấy trong túi nó có tờ 5.000, mình chọt tay vô túi nó mình lấy cũng không vấn đề gì, là bạn bè mình biết trong cái khoản đó thì nó vui vẻ thôi. Nhưng mà nếu như đó là cái bóp mà 5 triệu á thì không có lấy được. Thành ra là cái đó là mình cần phải khéo.